Đây là bài 26 trong loạt bài Nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mời vào. Chính chỉnh. Ở đâu? Tại nở. Không phải. Bố sử. Thầy giáo Phương. Wang lão sư. Bạn con. Wǒ pěng yǒu. Chào chú ạ. Shú shú hǎo. Tiếng Anh. Yīng wěn. Yīng yǔ. Bạn tên gì? 你叫什么名字? Trương Đông. Trang Tung. Học tiếng Việt. Xuế Yue Nán Yủ. Xuế Xí Yue Nán Yủ. Mình cảm thấy rất khó. 我觉得很难. Đặc biệt là chữ Hán. 特别是汉字. Phát âm tiếng Trung của bạn rất tốt. 你的汉语发音很好. Quá khen rồi. 过奖了. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ buổi trưa. Trung ủ. Trung. Trung. Ủ. Ủ. Trung ủ. Trung ủ. Trưa hôm nay. Xin thiên trung ủ. 今天中午. Trưa thứ hai, nguyên văn là thứ hai buổi trưa. 星期中午. 星期中午. Trưa bạn đi đâu? 中午你去哪儿? 中午你去哪儿? Thúy Dương, trưa bạn đi đâu? 垂杨,中午你去哪儿? 垂杨,中午你去哪儿? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ ăn. Chứ. Chứ. Ăn cái gì? Chứ sớm mà. Chứ sớm mà. Chưa ăn cái gì? Trung ủ chứ sớm mà. Trung ủ chứ sớm mà. Chưa hôm nay ăn cái gì? Nguyên văn là hôm nay buổi trưa ăn cái gì? 今天中午吃什么? 今天中午吃什么? Đi đâu ăn? 去哪儿吃? Thủy Dương, buổi trưa bạn đi đâu ăn? 垂杨, 中午你去哪儿吃? 垂杨, 中午你去哪儿吃? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ cơm. Fàn. Fàn. Ăn cơm.
吃饭，吃饭。đi đâu ăn cơm？去哪儿吃饭？buổi trưa bạn đi đâu ăn cơm？中午你去哪儿吃饭？中午你去哪儿吃饭？Thủy Sương, buổi trưa bạn đi đâu ăn cơm? Trời Yang, trung ủ nì chư nà chư phàn? Trời Yang, trung ủ nì chư nà chư phàn? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ nhà ăn. Sứ tháng. Sứ. Sứ. Tháng. Tháng. Sứ tháng. Sứ tháng. Ở nhà ăn. Tại sứ tháng. Tại sứ tháng. Đi nhà ăn. Chuy sứ tháng. Chuy sứ tháng. Ở nhà ăn ăn cơm. Tại sứ tháng chư phản. Tại sứ tháng chư phản. Đi nhà ăn ăn cơm. Chuy sứ tháng chư phản. Chuy sứ tháng chư phản. Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn. Nguyên văn là buổi trưa ở nhà ăn ăn cơm. Trung ủ tại sứ tháng chư phản. Trung ủ tại sứ tháng chư phản. Buổi trưa đi nhà ăn ăn cơm. Trung ủ chư sứ tháng chư phản. Trung ủ chư sứ tháng chư phản. Cơm của nhà ăn. Sứ tháng đờ phản. Sứ tháng đờ phản. Cơm của nhà ăn ngon không? Sứ tháng đờ phản hảo ma? Sứ tháng đờ phản hảo ma? Mình đi nhà ăn. Wo qu shi tang. Wo qu shi tang. Thủy Sương, buổi trưa bạn đi đâu ăn cơm? Trời Yang, trung ủ nì chư nà chư phàn? Trời Yang, nì trung ủ chư nà chư phàn? Mình đi nhà ăn, bạn thì sao? Wo qu shi tang, nì nè? Wo qu shi tang, nǐ nè? Mình cũng vậy. Wo ye shì. Bài học này đến đây là hết. Hãy liên lạc với Hội quán Tam Thế qua Facebook hoặc qua số điện thoại 0977309925 để đăng ký học trực tiếp hoặc để mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán nhé.